Hello các bạn, mình giới thiệu các bạn cái cây đèn rô hồng ánh sáng các bạn ạ. Nó nở được 2 tháng rồi nên vẫn chưa tàn các bạn ạ. Rồi mình quay mình zoom lần gần với các bạn xem. Rồi các bạn thấy không? Ánh sáng các bạn ạ. Cây đèn rô này mình mua có 50 đến 70 cao thôi các bạn nha. Cho nên các bạn mà muốn mà có hoa lan mà ngắm quanh năm thì các bạn mua đèn rô các bạn ạ. Cây này mình chỉ có 70 cao thôi các bạn. Đèn rô thì rất là dễ trồng các bạn. Các bạn chỉ cần mua về xong rồi các bạn rửa sạch sẽ bằng oxyya các bạn á, phun bằng oxyya các bạn. Xong rồi các bạn đem ra trong các bạn treo thôi. Các bạn nhớ bỏ một cái gói nhỏ phân NPK 10-10-10 phân tăng trọng các bạn, của Hàn Quốc hay của Nhật thì được thôi các bạn á. Phân tăng trọng 10-10-10 đó các bạn, 10 đều các bạn á. Sau đó là các bạn mới treo thôi. Rồi nó ăn phân theo điều kiện của vườn thôi các bạn. Ngoài mình là 3 ngày mình tưới phân vô cơ 1 lần, 3 ngày mình tưới phân hữu cơ 1 lần các bạn á. Phân vô cơ của mình thì xem như là có Decamon nè, Superthai nè. Rồi B1, B12, Terrasso 4, Terrasso Velefolia. Rồi Groundmore 20-20 đều. Với lại siêu kali các bạn ha. Về sơ bên nào cái thành phần của Decamon với Superthai thì trong 2 lít nước trong chai vàng đó, vàng có trong bình vàng đó các bạn. Thì xem như là trong 22 lít nước thì có 10 giọt Superthai, 10 giọt Decamon các bạn ha. Còn B1, B12 thì mỗi thứ 40 giọt các bạn. 40 giọt các bạn ạ. Rồi Rau 10-10-10 các bạn làm mình cho là một Rau 10-10-10 thì làm một nửa thì thôi các bạn. Mình làm nửa thì dâu cua đó các bạn. Còn số phọt lia thì một thì dâu cua các bạn, một thì đầy dâu cua các bạn ạ. Ghe nửa thì đầy gramon các bạn. Rồi thêm Terrasso 4 là 40 giò các bạn ạ, 2 lít. Rồi Terrasso lia còn 40 giò cũng 2 lít. Đó là phân vô cơ các bạn ạ. Còn phân hữu cơ thì mình dùng cũng là Superthai, Decamon, B1, B12 là cái cơ bản. Theo đó là còn có hai thứ nữa, tức là dịch chuối các bạn, dịch chuối là cao đê nhiều lắm các bạn ạ. Dịch chuối với lại các bạn 322 các bạn ạ, dịch 3 B 2 K 2 các bạn và 322 các bạn. Các bạn thấy ở ngoài nó đẹp nhưng mà vô trong trong cảnh cho nó thành một tiếng các bạn ạ, bên ngoài nó đang không sáng các bạn. Là gió nhiều cho nên nó đung đưa ra dưới gió các bạn. Rồi hữu cơ thì cũng 10 giọt đây các bạn, 10 giọt số 12. B1 là 40 giọt trong 2 lít các bạn ạ. B12 cũng 40 giọt trong 2 lít. Rồi dịch chuối thì 2 ống siren các bạn. 2 ống siren trong 2 lít. 1 lít là 1 ống siren. Mình dùng 2 lít cho nên mình dùng 2 ống xanh. Rồi Himit 322 thì 40 giọt các bạn ạ. 40 giọt Himit 322 rồi xong đó. Kể như đó là hữu cơ các bạn. Trộn đều lên các bạn, mình phun thôi. Mình phun vô cả vườn lan của mình chẳng đó các bạn, phun ít thôi các bạn ạ. Mình không dùng phân nhiều đó các bạn. Chừng đó phân thôi, dùng nhiều đó không có tốt các bạn. Các bạn có thấy trong rừng á,
con đường nó đâu có cần phân thuốc gì đâu, mà nó vẫn sống phì phây thôi các bạn thấy không. Chủ yếu là nó dựa vào cái điều kiện môi trường các bạn. Điều kiện môi trường của lan thì nó gồm 4 điều kiện các bạn, thỏa 4 điều kiện này thì lan nó sống khỏe các bạn ạ. Thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là độ ẩm, thứ ba là ánh sáng, thứ tư là thoáng gió các bạn ạ. Và bắt lại vườn lan của mình rất là thoáng các bạn ạ. Gió thổi quanh vườn lan luôn các bạn ạ. Vườn lan của mình rất là thoáng cho nên nó là lan nó sống được các bạn. Mình tạo điều kiện nó đủ 4 yếu tố của môi trường đó là nó sống các bạn ạ. Về nhiệt độ độ ẩm thì mình dùng cái hệ thống tưới lan tự động các bạn, theo cảm biến nhiệt độ và cảm biến độ ẩm các bạn ạ. Cảm biến nhiệt độ thì mình cài đặt ở chế độ 29 với 295 các bạn, có nghĩa là khi mà nhiệt độ lên 29 độ 5 thì nó sẽ ấy các bạn ạ. 29 độ 5 thì nó sẽ phun siêu các bạn, để nó đưa về 29 độ là nó dừng lại các bạn ạ. Còn độ ẩm thì mình cho nó không vượt quá 75%, có nghĩa là khi mình dưới 70% thì nó sẽ phun lên đến 75% mới dừng lại các bạn. Như vậy thôi, mình cứ cài đặt như vậy để cho nó phun siêu và phun ẩm thôi các bạn ạ. Cho nên đó là với điều kiện như vậy, ở đây các bạn thấy mình cũng dùng một cái điều hòa, mình đặt ở trên cái ấy đó, khoảng là ăn hóa cái điều hòa của mình này. Các bạn thấy điều hòa các bạn thấy điều hòa của mình cái điều hòa của mình các bạn thấy không? Điều hòa này của mình là một mẹ ba con các bạn, nhưng mà nó nằm trên dàn lan các bạn ha, nằm trên dàn lan các bạn, nó nằm trên dàn lan nhưng mà lan vẫn sống khỏe các bạn ha, nằm trên dàn lan mà cái lan vẫn sống khỏe các bạn ha. Thôi, mình quay lên gần 7 phút rồi các bạn, mình dừng lại các bạn ha. Cảm ơn các bạn.